gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như rùi nhọn trích cành cây, chùa xa chuông dục người nhanh bước, trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay, bốn tháng rồi, một ngày tù, nhìn thu ở ngoài, lời nói người xưa đâu có sai, sống khác loài người vừa bốn tháng, Tiểu tị còn hơn mười năm trời, bởi vì, bốn tháng cơm không no, bốn tháng đêm thiếu ngủ, bốn tháng áo không thay bốn tháng không giặt rũ. Cho nên, răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần, gầy đen như quỷ đói. Ghẻ lở mọc đầy thân, may mà, kiên trì và nhẫn nại, không chịu lui một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần, không ngủ được, một canh, hai canh, lại ba canh, tràn chọc băn khoăn giấc chẳng lành. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt sao vàng năm cánh mộng hồn bay nghe tiếng chày giã gạo gạo đem vào giã bao đau đớn gạo giã xong rồi trắng tựa bông sống trên đời người cũng vậy gian nan rèn luyện mới thành công đi đường đi đường mới biết gian lao núi cao rồi lại núi cao chập trùng núi cao lên đến tận cùng thu vào tầm mắt muôn trùng nước non chiều tối chim mỏi về rừng tìm trốn ngủ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không? Cô em xóm núi say ngô tối. Say hết, lò than đã rực hồng. Nắng sớm, nắng sớm xuyên qua nơi ngục thất. Đốt tan khói đặc với xương dày, đất trời phút chốc tràn sinh khí. Tù phạm cười tươi nở mặt mày. Ngắm trang, trong tù không rượu cũng không hoa. Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Xế chiều, cơm xong bóng đã xuống trầm trầm. Vang tiếng đàn ca rộn tiếng ngân. Nhà ngục tĩnh tây mờ mịt tối. Bổng thành nhà quán viện hàm lâm. Tự khuyên mình, ví không có cảnh đông tàn. Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Nghĩ mình trong bước gian chuân. Tài ương rèn luyện tinh thần thêm hăng.